cánh đi đồng phê mình cần cũng cầm nó có thể mệt thở suy luôn á. Trường sinh nha. Này mà cái cây này cây thuốc nam này nè. Anh em muốn trồng cho cảnh cũng được. Chúng mình cũng nhiều lắm. Cây thuốc nam, cây cỏ trường sinh. Nhưng không phải việc của em. Thấy thì ngó mà chứ không phải là. Giờ phải lên trên cao mới nghe này, nó lên cái đó, ba gặp đó, nói một cái tiếng còn chưa qua, leo núi không nghe, rất bằng. Ta đây nó thở quá trời thở luôn mọi người, mệt dữ không nổi luôn. Này dưới kia là dưới chân núi này, đồng bằng. Xa xa kia là biển luôn. Đuối thầu nha, còn chưa lên được tới đó thì chưa có nghĩ được gì. Lên tới đây là 2 phút. Lên có không có đi về. Càng rộng lên. Rừng cũng mở lên. Gai cũng nhiều. Có thể về là lễ gai bình hủ sâu chỗ nó sò sò cái sói những cái đá
Lên một lần. Dễ trọt nè, nè dốc rất là khó đi. Cái sái nó cái này mình có thể là tận dụng là mình rải nền nhà, rải tấn gạch này. Bên em có cung cấp đá này nha, này đá thì đá rải móng nhà này. Xuống hộ của em là 0353369229, số này kết nối với Zalo luôn. Em cần đá tạm tại móng nhà đi bớt cho em. Móng nhà nền nhà không có đá phong thủy, anh em chơi là những viên đá còn đầu riêng nha, viên đá nó còn rất là điều cạnh. Anh em quan tâm thì inbox cho em nha. Anh em cần đá anh gì, loại nào như thế nào thì anh em cứ inbox số điện thoại của em. Em có để bên dưới á. Quan tâm inbox cho em nha. Tiếp tục mình đi tiếp.
bát của nó chắc mương đá này. Đẹp này nè, biến thể nè. Còn cái này biến thể nè. Cái này do cái chỗ nó chặt quá, nó không thể mà tạo được một cái cây là thành nguyên vẹn. Hình thành cái viên thành không được đẹp nè. Đây là thiên nhiên tạo nè. Rất đẹp. Nếu nào xem video của em thì cảm thấy hay thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha, để em có động lực để làm thêm những video hay hơn. Nằm trong cái lỗ đây, nó chỉ xuống là trong đây có đá nha. Mới lỗ này nó nhỏ quá, đá không bao nhiêu. Rồi giờ chiều tối rồi. Rồi cho anh em xem video thì cho em xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ cho thằng em làm thêm video tiếp kênh xem nha. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Hẹn anh em video sau nha.